Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Bóng Đá Today. Bóng Đá Today cập nhật tin tức bóng đá quốc tế mới nhất và nóng nhất 24 giờ qua. Trước khi đến với những chuyển động hấp dẫn của bóng đá quốc tế trong bản tin ngày hôm nay, xin mời các bạn bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để là người sớm nhất nhận thông báo từ chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là điểm tin chính. Biến cố mới vụ Sancho, Man United yên tâm một mình một ngựa. Sergio Ramos xung đột lớn với Real Madrid, Man United bất ngờ được réo tên. Kieran Trippier ngày càng gần sân Old Trafford. Ronaldo gia nhập gã nhà giàu Paris Saint-Germain. Manchester United đã theo đuổi thương vụ chuyển nhượng Jadon Sancho từ lâu, nhưng một đối thủ lớn đã xuất hiện cản trở quỷ đỏ. Bên cạnh Manchester United, Liverpool đã được liên hệ với một động thái mua cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho của Borussia Dortmund trong những tuần gần đây. Nội dung cụ thể của câu chuyện được nhà báo uy tín Fabrizio Romano chia sẻ trên kênh YouTube Don Rugby. Romano nói: "Hiện tại Liverpool chưa đàm phán với Dortmund và họ cũng chưa mở cuộc đàm phán với Sancho. Họ quan tâm anh ấy có tên trong danh sách chuyển nhượng của họ nhưng chưa có cuộc đàm phán nào. Chúng ta cần phải đợi một vài tuần, diễn biến thương vụ này sẽ không quá nhanh, vì vậy chúng ta cần kiên nhẫn và xem điều gì sẽ xảy ra. Đã có tin đồn về Liverpool nhưng hiện tại tôi đã nói rằng chưa có gì với Liverpool và Jadon Sancho." Theo lời chuyên gia người Italia, Man United vẫn là đội bóng chiếm thế một mình một ngựa trong thương vụ Sancho. Cầu thủ người Anh luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của Man United trong những kỳ chuyển nhượng vừa qua. Đội chủ sân Old Trafford từng vấp phải sự cứng rắn của Borussia Dortmund trên bàn đàm phán. Tuy nhiên mới đây, phóng viên Laura Whitwell cho hay Man United và Dortmund đã đạt được một số thỏa thuận cơ bản về trường hợp của Jadon Sancho. Quỷ đỏ đã đồng ý trả 80 triệu bảng để có được sự phục vụ của cựu cầu thủ ngoại hạng Anh. Tin đồn Liverpool can thiệp vào thương vụ này trở nên xa vời, bởi thực tế Jacob đã có đầy đủ những cầu thủ chạy cánh chất lượng gồm Mohamed Salah, Sadio Mane và Diogo Jota. Như vậy, Man United hoàn toàn có thể tận dụng thời cơ để đẩy nhanh quá trình đàm phán. Đây là động thái cần thiết bởi việc đưa Sancho về nhà hát của những giấc mơ không chỉ giúp huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer giải quyết cơn đau đầu nơi hàng công mà còn xác định được khả năng tài chính của câu lạc bộ ở những thương vụ như Rafael Varane hay Declan Rice. Cả hai cái tên kể trên đều được xem là sự bổ sung hoàn hảo cho những vị trí trọng yếu của Quỷ Đỏ. Vì vậy, sau khi hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất, Man United sẽ nắm được cụ thể khoản tiền còn lại trong ngân sách, từ đó cân đối thu chi để đảm bảo khả năng chốt hạ những mục tiêu tiếp theo. Trong trường hợp thiếu hụt nguồn tiền, họ hoàn toàn có thể cân nhắc khả năng bán những ngôi sao luống tuổi hoặc nằm ngoài kế hoạch của Solskjaer. Man United đứng trước cơ hội chiêu mộ Sergio Ramos theo dạng chuyển nhượng tự do khi hợp đồng của trung vệ này với Real Madrid chuẩn bị hết hạn. Nguồn tin từ AS cho hay Ramos sẵn sàng chia tay Los Blancos sau 16 năm gắn bó vì những bất đồng không thể hàn gắn với chủ tịch Perez. Giao kèo hiện tại của thủ quân người Tây Ban Nha với Real Madrid sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Các cuộc đàm phán gia hạn đã lâm vào ngõ cụt. Mối quan hệ giữa cá nhân Ramos và Perez trở nên căng thẳng khi câu lạc bộ đồng loạt cắt giảm 10% lương của cầu thủ. Ramos cho rằng sở dĩ lãnh đạo Real đưa ra động thái này là bởi muốn gom ngân quỹ để chuyển nhượng Kylian Mbappe. Để chuẩn bị cho sự ra đi của Ramos, đội bóng Hoàng gia đã đưa về David Alaba theo dạng chuyển nhượng tự do. Mùa giải vừa qua diễn ra không trọn vẹn với trung vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha do anh thường xuyên vắng mặt vì chấn thương, chỉ thi đấu có 21 trận. Giới truyền thông Tây Ban Nha cũng thông tin thêm, đại diện của Ramos đang tích cực liên hệ với Man United để đưa thân chủ sang thi đấu tại Old Trafford mùa tới. Solskjaer cũng đang rất cần thêm một trung vệ cứng để đá cặp cùng với Harry Maguire. Sergio Ramos không phải là một phương án lâu dài, nhưng trong ngắn hạn, anh sẽ mang đến kinh nghiệm và chất lượng cho hàng thủ Quỷ Đỏ. Do Sergio Ramos sắp trở thành cầu thủ tự do, nên anh có quyền đòi hỏi mức lương cao khi cập bến môi trường mới. Ngày càng lộ những bằng chứng cho thấy hậu vệ Kieran Trippier đang muốn trở lại Anh thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Manchester United. Trong bóng đá hiện đại, tầm quan trọng của người đại diện là không thể bàn cãi. Họ không những giải quyết những thủ tục pháp lý phức tạp cho các cầu thủ trong mỗi cuộc đàm phán mà còn đấu tranh không ngừng cho quyền lợi chính đáng của thân chủ. Có thể nói mối quan hệ giữa cầu thủ và người đại diện là mối quan hệ cộng sinh, đôi bên cùng có lợi. Thế nên, chuyện hậu vệ Kieran Trippier chính thức gia nhập công ty Creative Artist Agency là một điểm đến rất đáng để người hâm mộ lưu tâm. CAA là một công ty đại diện hàng đầu của nước Anh và hiện đang đại diện cho những ngôi sao nổi tiếng như Dele Alli, Kai Walker hay James Maddison. Chuyện đang yên lành bỗng đổi người đại diện thật xưa nay hiếm. Trong những năm gần đây,
Vụ đổi người đại diện đáng chú ý nhất có lẽ là chuyện Romelu Lukaku chia tay siêu cò Mino Raiola vào thời điểm năm 2018 sau khi chân sút người Bỉ đã quá ngán những chiêu trò mà Raiola dùng để đẩy giá. Như Federico Pastorello, người đại diện hiện tại của Lukaku chia sẻ, việc chuyển đến Italia là một sự lựa chọn đúng đắn và là lựa chọn tốt nhất cho cậu ấy. Inter là một gia đình tuyệt vời, người hâm mộ của họ thì hoàn toàn cuồng nhiệt vì cậu ấy. Romelu là một mẫu cầu thủ hiện đại và là một con người nhạy cảm. Trở lại với câu chuyện của Trippier, anh đã trải qua một mùa giải cực kỳ thành công cùng Atletico Madrid. Ở đấu trường La Liga, hậu vệ người Anh ra sân tổng cộng 28 lần và đóng góp 6 đường kiến tạo cho đội chủ sân Wanda Metropolitano. Ở tuổi 30 và còn đến 2 năm hợp đồng với Atletico Madrid, khó có chuyện Trippier thay đổi người đại diện nếu không có biến. Thêm một thông tin nữa đủ khiến cổ động viên của Man United mừng thầm là nhà báo Whitwell của tờ Atletico Madrid tiết lộ rằng giữa Quỷ Đỏ và Trippier đã có những thương thảo bước đầu. Anh chia sẻ, các cuộc đàm phán với Atletico Madrid đã bắt đầu, với việc Solskjaer coi tuyển thủ Anh 30 tuổi như một lựa chọn tối ưu để thách thức Aaron Wan-Bissaka ở vị trí hậu vệ phải. Được biết, Trippier muốn quay trở lại nước Anh và các nguồn tin cho biết anh ấy đã đi coi nhà ở khu vực Manchester. Atletico Madrid cần bán Trippier ngay trong hè này nếu muốn rộng đường chi tiêu trong thời gian tới, bởi nếu để lâu họ chắc chắn sẽ không nhận được cái giá 17 triệu bảng như đã định. Quỷ Đỏ cần người và Atletico Madrid thì lại cần tiền để chiêu mộ thêm những hào thủ, một cuộc hợp tác mà hai bên cùng có lợi. Tờ Foot Mercato đưa tin Paris Saint-Germain là điểm đến phù hợp với chủ nhân của năm danh hiệu quả bóng vàng Cristiano Ronaldo sau khi anh dứt áo rời Juve ra đi. Theo đó, Juventus sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được con số khoảng từ 25 đến 30 triệu euro, tức là chỉ bằng khoảng 1/4 số tiền mà họ bỏ ra để mua CR7 từ Real Madrid trước đó. Mặc dù Ronaldo đã bước sang tuổi 36 và đã đi qua nhiều năm tháng đỉnh cao sự nghiệp, nhưng những đội bóng lớn ở châu Âu vẫn muốn có được chữ ký của anh. Nổi lên trong đó phải kể đến những cái tên tuổi lớn như Man United hay Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, mong muốn của thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha là được trải nghiệm mới tại một đội bóng nhiều tham vọng và có tiềm lực như Paris Saint-Germain trước khi kết thúc sự nghiệp của mình. Trong 3 năm khoác áo Juve, Ronaldo đã thể hiện được bản năng săn bàn của mình và chính anh đã kéo con tàu Juve tới nhiều bến vinh quang, nhưng chưa một lần nào chạm đến chiếc cúp Champions League danh giá. Việc Ronaldo chia tay bà đầm già ra đi trong bối cảnh sự nghiệp quần đùi áo số của anh đã bước qua bên kia sườn dốc, lại neo đậu tại bến mới Paris Saint-Germain là quá hợp lý với những khát vọng cháy bỏng mà thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha đang hướng tới. Allegri đã trở lại Juve sau khi đội bóng trải qua một mùa giải kém thành công cùng huấn luyện viên Andrea Pirlo và nhiệm vụ đầu tiên của ông là tạo nên một đội hình đủ sức cạnh tranh ở mùa giải tới. Theo báo chí Italia, mục tiêu hàng đầu của Allegri chính là tiền vệ Paul Pogba của Man United. Pogba từng có 4 mùa giải tại Juve trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2016, trong đó có 2 mùa dưới trướng của Allegri. Cùng nhau có 2 lần giành cú đúc quốc nội. Đặc biệt, mối quan hệ rất tốt giữa Pogba và Allegri là cơ sở để bôi trơn thương vụ này. Tiền vệ 28 tuổi người Pháp chỉ còn 1 năm hợp đồng hiện tại với Man United và không cho thấy nhiều sự ưu tiên cho việc gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, MU chắc chắn sẽ đòi mức giá không dưới 90 triệu bảng cho Paul Pogba và đây là một vật cản rất lớn cho Juve trong bối cảnh tình hình tài chính của họ không mấy dư giả. Báo chí cũng cho hay, lão bà sẽ phải bán bằng được Ronaldo thì mới đủ tiền tham gia vào thương vụ này. Một điều nữa buộc Juve phải rất quyết đoán trong thương vụ này chính là việc giá của CR7 đang sụt giảm nghiêm trọng. Trang chuyển nhượng Transfermarkt đánh giá Ronaldo ở mức phí khoảng 45 triệu euro. Từ cuối tháng 12 năm 2020, giá của Ronaldo đã liên tục giảm từ 60 triệu euro xuống 50 triệu euro và giờ là 45 triệu. Dự kiến giá của CR7 sẽ giảm mạnh hơn nữa, có thể là chỉ còn từ 30 đến 35 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay. Khi đó là khoảng thời gian gần với sinh nhật lần thứ 37 của anh. Báo chí Italia tiếp tục cho biết, người đại diện Jorge Mendes của Ronaldo vẫn đang làm việc với nhiều bên quan tâm đến tiền đạo người Bồ Đào Nha. MU sẵn sàng đàm phán nhưng với mức giá riêng. Paris Saint-Germain đang chờ đợi diễn biến tương lai của Kylian Mbappe. Còn ông trùm Real Madrid Florentino Perez cũng đang tính đến phương án đưa Ronaldo về tái hợp với huấn luyện viên Ancelotti. Trở lại với Juve, ngoài Pogba, huấn luyện viên Allegri còn muốn đưa tiền vệ đang thất sủng tại Barca là Pjanic trở lại. Chính ngôi sao người Bosnia cũng muốn trở lại Juve, nơi anh có nhiều cơ hội đá chính hơn.
Tại Barca, Pjanic không thể cạnh tranh được với bộ đôi tiền vệ ưa thích của huấn luyện viên Ronald Koeman, đó là Sergio Busquets và Frankie de Jong. Trong khi đó, thời còn chơi cho Juve, Pjanic là bộ não ở khu vực giữa sân của đội. Ngoài ra, Juve còn muốn chiêu mộ tiểu Buffon Donnarumma, nhưng hiểu rằng phải bán được Wojciech Szczesny. Tiền vệ đình đám Locatelli của Sassuolo là mục tiêu chắc chắn, trong khi Aua của Lyon cũng đang được nhắm đến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết bản tin của Bóng Đá Today ngày hôm nay. Đừng tiếc một like cho video này để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức bóng đá quốc tế sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.